1919 tại Bình Sơn, Hải Ngoại, thuộc giáo xứ Trung Tín, giáo phận Quy Nhơn. Tu học từ năm 1935 cho tới năm 1945, học tại chủ viện Thừa Sai Quan Tung. Năm 1946 đi giảng ở Quan Tung. Tiếp tục học 2 năm tiếp và 2 năm thần học tại Quan Tung. 2 năm thần học 3 và 4 học tại chủ viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Nhận chức cách thấp tại Quan Tung do Đức Cha Sion Khâm. 4 chức nhỏ được lãnh tại tại chủ viện Sài Gòn. Chức 5 và chức 6 chiều tại nhà thờ Chánh Tòa Quan Tung vào ngày 26 tháng 3 năm 1953 cho Đức Cha Phôn Xét Kim. Thủ pháp lấy một ngày 28 tháng 3 năm 1953 tại nhà thờ Chánh Tòa Quan Tung cho Đức Cha Phôn Xét Kim. Những chặng đường phục vụ. Từ năm 1953 đến năm 1954, Phó sứ Giáo sứ Ban Mê Thuột, Đắk Lắk. Năm 1955, làm việc tại Giáo sứ Con Tum. Từ năm 1956 đến năm 1963, Chánh sứ Giáo sứ Tân Hương. Từ năm 1963 đến năm 2007, Chánh sứ Giáo sứ Lai Châu. Từ năm 2007 đến năm 2013, hưu dưỡng tại Tòa Giáo mục Quan Tung. Ngài đã được Chúa gọi về lúc 13 giờ 15 phút thứ Sáu ngày 9 tháng 8 năm 2013 tại Bệnh viện Quan Tung, hưởng thọ 94 tuổi với 60 năm linh mục. Xuyên qua tiểu sử của cha Giacôbê, chúng ta thấy bàn tay nhân lành của Thiên Chúa đã hướng dẫn cuộc đời của cha cách tuyệt vời. Cha Giacôbê là một trong những người phụ khóa đầu tiên của tiểu chủ viện Thừa Sai Quan Tung. Chúa đã dẫn dắt ngài đến chức linh mục dù chiến tranh loạn lạc. Chúa đã ban cho ngài rất nhiều ơn, rất là ơn kiên nhẫn và trung thành. Chúa đã cho ngài có một sức khỏe dồi dào. Cuộc sống con người là một ân huệ nhưng không, mà Thiên Chúa đã ban cho là một ơn lớn lao thật quý giá. Chúa đã ban cho cha Giacôbê được sống trường thọ gần một thế kỷ. Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa với ngài. Thật vậy, được sống lâu, sống thọ và sống trọn vẹn với Chúa Giêsu, đó là một hồn ân đặc biệt mà cha Giacôbê đã lãnh nhận để phục sự Thiên Chúa và phục vụ giáo hội. Trong những ngày đau yếu, lúc nào cha Giacôbê cũng tin tưởng phó thác cho Chúa với nét mặt điềm tĩnh. Và ngài đã ra đi một cách bình an, để lại cho chúng ta một sứ điệp quan trọng là Thiên Chúa đầy tình thương và tốt lành biết bao, hãy tín thác cuộc đời trong cuộc của cha Giacôbê. Tòa Giám mục Quan Tung. Tôi, Giacôbê Nguyễn Tấn Đường, linh mục giáo phận Quan Tung, sinh năm 1919 tại Quảng Ngãi. Tôi đã xin học tại tiểu chủ viện Thừa Sai Quan Tung. Ngày 28 tháng 3 năm 1953 đã được nhận lãnh chức linh mục giáo phận Quan Tung. Sau khi làm linh mục, tôi đã quyết định sống cho tới chết tại giáo phận Quan Tung. Vậy hôm nay tôi xin làm tờ trỗi này. Sau khi qua đời, tất cả những gì thuộc về riêng của tôi, đồ dùng thường cũng như thờ phượng và cả tiền bạc hiện còn lại là thuộc về giáo phận Quan Tung. Tôi cũng không mắc nợ ai cả.
làm tại Con Tum ngày 13 tháng 11 năm 2008, Linh mục Giacobbe Nguyễn Tấn Đường. Bí chú: trong thời gian qua, tôi có giúp các gia đình người Kinh cũng như dân tộc, họ luôn hứa là sẽ trả lại, nhưng cho đến nay ai chưa trả, tôi tha cho họ hết. Di chúc này làm thành hai bản: một giữ tại văn phòng, một để trong sổ lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa Cha Tổng đại diện Đức Ông Giáo Phận Bôn Ma Thuật, kính thưa quý vị trên, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đồng dân chúa, cách riêng gia tập của cha cô Giacobbe Nguyễn Tấn Đường. Trước hết tôi xin chuyển lời phần lưu của cầu nguyện của Đức Cha Phêrô đáng kính. Chiều qua tôi gặp ngài Pico, ngài rất muốn về nhưng vì lý do sức khỏe cho nên ngài không có mặt hôm nay. Ngài kết hiệp với chúng ta trong tính lễ cầu nguyện cho cha cố gia cố về. Đời người là một cuộc chiến đấu không ngừng để sống một cuộc sống thánh thiện, sống phục vụ. Với sức con người quả là vất vả và khôn lường, nhưng với ơn Chúa thì tất cả đều có thể. Trong suốt bao năm sống trên miền đất truyền giáo này, cha Giacobbe vừa hoàn thành thật tốt đẹp cuộc sống. Cả gia đình giáo phận đang quây quần với bạn bè chung quanh linh cữu của cha Giacobbe để cùng với ngài dâng lời tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Xin Chúa đón nhận ngài vào tu nhà Chúa bầu cử cho chúng ta. Bây giờ thì những bài đó, the throne is free, còn bằng ngài thì mình the throne the blood, be better, và cái rì khiên cực giảm, cái rì lần chuyện, rì hoàng thủ gồm. Bằng rộng còn bằng ngài và giả nặng nó, ta đưa đẻ đặng nhiều. Trong bằng ai và giang gì mi tu tròn sài bà bà bọc giang cô biếu sang kệ đàn tu tròn tu lào là đồ dịch sâm dì bọc xoay bằng hoàng tu gồm bọc giang cô biếu sang bất kệ sư nòm điều nên năm cung khó bằng tôn gửi dùng nhiều mai đó để bốn bà là âu à con tờ âu và râm bằng bọc ra cô bé bằng xoài bà đê của bà giang nhỏ tân cả ai mà bà giang sang bực trú của bọc ra cô bé và cái đi ế rít mà lưng loài đàn trú chờ được bỏ tốt giờ đây chúng ta cũng nhận tội lỗi xin Chúa tha thứ việc xứng đáng rất nhiều. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.